Đức Trung và Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến các quý cô chú anh chị và các bạn, những người đang theo dõi video ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay Đức Trung cũng xin gửi một cái câu chuyện liên quan đến việc chúng ta giải đáp những cái thắc mắc của các cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt những người làm kinh doanh mà đang thờ ban thần tài. Chúng ta có một cái thắc mắc trăn trở đó là hay là những người mà đang thờ thần tài ở nhà đi, chúng ta có một trăn trở đó là trước đây khi mà mua tượng thần tài thì không có lỗ ở dưới đáy chẳng hạn, thì bây giờ là muốn thay cái tượng thần tài nó đi để mà mua một bức tượng mới để nạp được cốt, thì bây giờ phải làm như thế nào? Hay là trước đây tôi thờ một ban thờ nhỏ quá, bây giờ tôi muốn thay một ban thờ mới lớn hơn thì ban thờ cũ phải làm như thế nào? Hay trước đây tôi thờ một bát hương đến bây giờ thì nó cũ rồi, thậm chí là có hiện tượng đất vỡ, thì bây giờ tôi muốn thay bát hương mới thì làm thế nào? Nói chung là làm những cái công tác liên quan đến việc đó, thay thế những cái đồ thờ cúng đối với ban thần tài, kể cả thay là thay linh tượng này, thay bát hương hay là thay khám ban thờ, thì rất nhiều các quý cô chú chị lo lắng và lăn tăn để không biết chúng ta phải thực hiện cái điều này ra làm sao. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ xin giải đáp đến các quý cô chú chị những cái bước thực hiện để chúng ta tiến hành là triển khai cái việc thay, hoặc là chúng ta làm thế nào để giải xá đối với các cái ban thờ thần tài như thế, kể cả thay ban thờ, thay linh vật hay thay bát hương nha. Trong quá trình dĩ nhiên chúng ta thờ tự thì không thể nào tránh được cái việc đó là chúng ta muốn thay mới và chúng ta muốn nâng cấp một ban thờ trở nên đẹp hơn. Đấy là điều hoàn toàn xuất phát từ cái tâm ý của gia chủ, không vấn đề gì cả. Nhưng điều quan trọng một điều đó là khi mà chúng ta đã làm được những việc đó thì đối với ban thờ cũ hay bát hương cũ hay là thần tài cũ thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì không phải ai cũng biết. Thì trong phong thủy có một cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải chú ý, đó là thuật ngữ giải xá, đúng không ạ? Giải tức là giải thoát đi, đúng không ạ? Xá tức là mang yếu tố là xá tội hay là xá bỏ. Do vậy rằng là giải xá đây tức là đem giải thoát đi những cái món đồ cũ hay là những cái yếu tố về tâm linh hay thờ tự cũ mà chúng ta giải thoát được, chúng ta giải xá đi. Và cái việc giải xá này thì giải xá ở đâu thì điều này chúng ta hoàn toàn mang đến những nơi có hồ lớn hoặc là sông lớn để chúng ta tiến hành giải xá, để mang yếu tố là giải tỏa và khơi khỏa đi, nó mát mẻ, thì điều đấy đều rất là tốt. Thì trong cái quá trình mà chúng ta thờ tự, rất nhiều người muốn thay thế hoặc là nâng cấp mới ban thờ thần tài lên, về những đồ cũ chúng ta không biết thì các bước thực hiện như thế nào? Cái bước thứ nhất đó là chúng ta cần phải lựa chọn được một cái năm tháng ngày giờ cát vượng để chúng ta thực hiện việc giải xá này nha. Đấy, thì cái ngày giờ mà chúng ta thực hiện giải xá này thì cũng đồng thời là cái ngày mà chúng ta tiến hành an vị cái đồ mới, ví dụ như an vị thần tài mới, an vị bát hương mới hay là an vị ban thờ mới, thì cái việc mà thực hiện lễ giải xá này cũng đồng thời với việc là chúng ta cần phải an vị cái đồ mới luôn. Như vậy ví dụ chẳng hạn khi cô chú anh chị cần phải thay tượng linh vật, thì rất nhiều người tại sao lại cần phải thay tượng linh vật? Vì rằng là trong cái quá trình mà thờ tự trước đây, hay kể cả mời thầy cúng, mời thầy phong thủy, hay là mời một số những cái người mà biết tí tí về phong thủy đi về nhưng mà cũng chưa chắc đã biết cái nguyên tắc quan trọng là gì, đó là tượng linh tượng ở đây tức là thần tài thổ địa, thì cần phải có được nạp cốt ở phía bên trong. Nạp cốt thì thông qua cái gì đó? Thông qua cái phần lỗ ở dưới đáy của các ông. Các quý cô chú chị khi mà đang xem video này hoàn toàn có thể dừng lại ở đây nhé. Chúng ta hãy nhanh chóng ra kiểm tra lại ban thần tài của nhà mình bằng cách là xá ba xá, tức là chắp tay và vái ba vái, và sau đó thì xin các ông kiểm tra một chút ở phần dưới đáy, có thể nhấc các ông lên nhẹ nhàng bằng hai tay và kiểm tra phần lỗ ở dưới đáy các ông ấy có cái lỗ trống hay không. Thường thì một số bức tượng thì bít trắng không, tức là phần sứ được đổ đặc không và không có một cái lỗ nào cả. Hai là cái phần lỗ rất nhỏ bé bằng cái đầu đũa, và cái thứ ba đó là cái phần lỗ đấy thì được dán bởi một miếng vải nhung hồng, nhung màu đỏ, nhưng mà cũng có lỗ bên trong, nhưng bên trong lại không có gì cả. Thì cái đấy hoàn toàn những cái trường hợp như thế đều là sai rồi, đúng không ạ? Chúng ta hãy kiểm tra nhanh phần tượng của linh tượng của ông địa thần tài nhà mình xem là có vật gì bên trong hay không. Hay là nếu mà chúng ta thấy là phía bên dưới đã được dán bít đáy rồi mà chúng ta ngại, chúng ta không muốn kiểm tra, thì các quý cô chú chị cũng chỉ cần thực hiện một cái việc nho nhỏ, đó là chúng ta hãy lắc nhẹ các ông một chút để xem là có vật gì lách cách bên trong hay không. Nếu mà có vật lách cách bên trong thì có khả năng là ông thần tài thổ địa nhà các quý vị đã được nạp cốt phía bên trong rồi. Còn nếu mà chưa có thì chắc chắn một điều là không có gì bên trong luôn. Vậy thì chúng ta hãy thử hỏi đó là con người chúng ta, đúng không ạ, còn có tứ chi, còn có hình hài, còn có các bộ phận trên cơ thể, và còn có tinh thần khí phách của mỗi người. Do vậy là ông thần tài thổ địa chăng nữa thì chúng ta thờ là thờ cái phần linh tượng bên ngoài, nhưng phần cốt bên trong mới là quan trọng, đúng không ạ? Chứ nếu mà chúng ta chỉ có tứ chi thôi mà không có khí chất thì không có gì một con ma đưa canh đứng ở ngoài cửa hàng, đúng không ạ? Do vậy rằng là ông thần tài thổ địa thì có hình hài nhưng mà phải có được nạp cốt bên trong, và người ta nạp cốt là thông qua cái phần lỗ ở dưới đáy. Nhớ, chúng ta nạp cốt thông qua phần lỗ dưới đáy bằng cách kiểm tra. Nếu mà có lỗ dưới đáy rồi thì chúng ta hãy đưa cái bộ cốt thất bảo vào phía bên trong để mà
ngưng tụ được cái linh khí của đất trời, đúng không ạ? Bộ cốt tất bảo mà đây chúng có nhắc đến đó là vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, mã não, hổ phách, đúng không ạ? Và được bổ sung thêm cả gạo vần thần tài để dẫn khí. Thì đấy là 7 cái thành phần của cốt tất bảo được nạp vào phía bên trong các ông ấy. Như vậy là nếu như các quý vị cô chú anh chị đã thờ thần tài đã lâu nhưng mà không có cái lỗ cốt hay là linh tượng, không có phần cốt bên trong thì chắc chắn một điều không thể nào phát huy được công hiệu đâu, đúng không ạ? Do vậy chúng ta thực hiện cái lễ là lễ xin giải xá ông thần tài thổ địa cũ đi, và chúng ta thỉnh một cặp thần tài thổ địa mới về có cái lỗ dưới đấy, và chúng ta thực hiện nạp cốt vào. Thì cái năm tháng ngày giờ đó cần phải được xem rất là kỹ lưỡng, bao gồm thông tin là năm sinh của quý cô chú anh chị và những người trong gia đình, chẳng hạn nếu chúng ta thờ ban thờ thần tài ở nhà, hay nếu như ban thờ thần tài được đặt ở cơ quan thì cần phải có ngày tháng năm sinh của người giám đốc hoặc là những người mà có chức vụ cao ở trong công ty để mà xem cái năm tháng ngày giờ cát lợi nha. Thì việc đó chúng ta mới thực hiện được. Thì cần phải thực hiện cái lễ giải xá, sau đó thực hiện lễ an vị. Lễ giải xá như thế nào thì quý cô chú chị hay kết nối đến với đội ngũ trợ lý của thầy Thái Nguyên để nhận được cái văn khấn xin giải xá, thì sẽ hỗ trợ hướng dẫn các quý vị thực hiện lễ giải xá rất là dễ dàng thôi nhé. Tương tự như thế đối với bát hương, rất nhiều người mua bát hương về nhưng sau đó thì nạp cho vào bên trong hoặc thậm chí là cho cát bên trong cơ, thế mới buồn cười ấy, và không có phần cốt bên trong gì cả. Vậy thì làm sao mà có thể tụ được khí, đúng không ạ? Vốn dĩ bát hương được làm từ gốm làm lên, sau đó thì được các nghệ nhân vẽ họa tiết lên trên đó, và sau đó chúng ta mua về, chúng ta thực hiện việc đổ cho vào, đổ cát vào, chúng ta nạp, chúng ta thờ tự cắm hương vào đấy, thì nó đâu có tụ được khí đâu ạ. Bởi vì là bát hương vốn dĩ là vật vô tri vô giác, như đứa chúng có nói, cái việc tụ khí bên trong hay không nó nằm ở bộ cốt thất bảo được nạp ở phía bên trong bát hương. Ngoài ra cái bộ cốt bốc bát hương bao gồm còn có cốt thất bảo này, có gạo vần thần tài, có bột ngũ vị hương, rồi có cả tro nếp nữa. Tuyệt đối chúng ta không dùng cát nhé, bởi vì dùng cát nó có thành phần silic, tức là thủy tinh, tức là cái thành phần dẫn tà đấy. Do vậy rằng là không thể nào mà tụ khí được, mà thậm chí nó còn dẫn tà khí, đúng không ạ? Do vậy rằng là cái thủy tinh chính là làm nên hương ấy, người ta còn kiêng kỵ hương đặt ở trong phòng ngủ, hay là không cần hương quá nhiều mà bởi vì rằng là nó bị dẫn tà. Do đó rằng là bát hương không được nạp cát ở phía bên trong, và chúng ta cần phải sử dụng tro nếp và có đầy đủ bộ cốt để bốc bát hương nha, bao gồm là cốt tất bảo này, bột ngũ vị hương, gạo vần thần tài. Thì giống như chúng ta có thể sử dụng cái bộ cốt bát hương mà các quý vị nhìn thấy trên màn hình đây để việc nạp cốt cho bát hương một cách tốt nhất. Tương tự như vậy thì gì, thì đối với khám thần tài, nếu chúng ta đã thờ lâu mà chúng ta phải muốn nâng cấp lên một khám thần tài nó lớn hơn, thì việc quan trọng chúng ta cũng cần phải là giải xá cái khám thần tài đó đi và thay một khám thần tài lớn hơn. Ví dụ chúng ta đang thờ cỡ 41, bây giờ tôi muốn nâng cấp lên 48, cỡ 56 và cỡ 61, thì chúng ta giải xá cái khám thần tài đó đi. Nhưng một điều gì, đừng cứ vứt chỏng chơ cái khám thần tài đó ra ngoài đường, đúng không ạ? Bởi vì Đức Trung đi ngoài đường, Đức Trung thấy là nhiều cái trường hợp ở các bãi rác, Đức Trung nhìn thấy cả mấy khám thần tài nằm chỏng chơ đấy, cái người dọn rác người ta cũng khó làm cơ. Đồng thời là những người khác người ta nhìn, người ta thấy ái ngại, đúng không ạ? Hay là các quý vị cô chú anh chị, chúng ta thử nghĩ xem cái khám thần tài chúng ta giống như việc là một cái ngôi nhà chúng ta đã ở đã lâu, bây giờ có một người ném ngôi nhà chúng ta đi chỗ khác, đuổi chúng ta dẫn chỗ khác, chúng liệu chúng ta ở được không? Do đó cách làm chúng ta làm để mà giải xá khám thần tài một cách tốt nhất đó, chúng ta cần phải hóa đi, đúng không ạ? Chúng ta hóa thành tro bằng cách là gì? Bằng cách là hãy tẩm xăng hoặc tẩm dầu để chúng ta hóa đi thành tro, rồi lấy cái tro đó chúng ta gói gọn lại để mà mang ra sông chúng ta thả nha. Đấy. Vậy thì giải xá ở đâu? Thì chúng ta mang đến ao hồ lớn, tốt nhất là hồ lớn, chứ đừng có hóa, chứ đừng có giải xá ao, bởi cái ao tù nước đọng nó không có mang tính chất là khuây khỏa giải đi được. Và chúng ta hãy mang đến hồ lớn hoặc là mang đến sông suối lớn để chúng ta giải xá, đúng không ạ? Giống như việc người ta mang cái tro cốt của người đã khuất, người ta giải ở sông á, để mang tính chất là giải xá như thế. Thì đối với cái việc bát hương hay tượng thần tài thổ địa hay là khám thờ, chúng ta cũng mang tro đến đấy để chúng ta tiến hành giải xá đi. Hãy gói phần đó bằng một chiếc túi đen, và sau đó chúng ta hãy đến cái nơi sông hoặc hồ lớn ở gần nhà để chúng ta tiến hành thực hiện việc giải xá nha. Thì giải xá ở đây cũng không có phải đứng trên cầu ném nằm bùm vào xuống đâu. Đó, chúng ta hãy xuống đến dưới chân của rìa bờ sông, và sau đó thì giải xá một cách nhẹ nhàng, đúng không ạ? Trong khi giải xá thì phát tâm niệm để mà cầu mọi sự bình an, thì thần tài thổ địa đến một nơi mới, nhận nhiệm vụ mới thì đều có sự hoan hỉ cát lành và vẫn phù trợ chúng ta. Đấy là điều chúng ta trở nên an tâm hơn. Thì cái phần chi tiết liên quan đến thực hiện lễ giải xá này ấy, thì chúng ta đã có ở trong cái phần văn khấn rồi. Thì quý vị hãy liên hệ đến với đội ngũ trợ lý đi để được nhận cái phần văn khấn xin giải xá đó nhé. Thì qua đây Đức Trung có hướng dẫn các quý vị cô chú anh chị cái phần liên quan đến việc đó là thực hiện lễ giải xá đối với khám ban thờ, bát hương hay là thần tài thổ địa như thế nào, để chúng ta cũng không có lăn tăn nhé. Trong quá trình ứng dụng phong thủy hay là ban thờ thần tài, chúng ta trở nên yên tâm hơn, dễ dàng hơn ứng dụng, cũng như là đạt nhiều những cái kết quả tốt trong quá trình thờ tự để mang lại tài lộc, sức khỏe, bình an cho bản thân chúng ta, những thành viên trong gia đình hay những thành viên trong cơ quan, thì đó là một trong những cái điều tốt lành nhất.
hãy gọi điện đến số 1900292 để đón nhận những cái phần hướng dẫn chi tiết hơn, hoặc là truy cập vào các website là phongthuyvuong.com, phongthuyvuong.com để đọc các bài viết hoặc là tìm kiếm những vật phẩm phong thủy phù hợp với lại cái công việc của mình. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.